Phiên tòa xét xử Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã bắt đầu tại thành phố Wilmington, bang Delaware, với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn. Đây là vụ truy tố đầu tiên đối với con trai của một tổng thống đương nhiệm tại Mỹ. Vào hồi tháng 9 năm ngoái, đại bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra 3 cáo buộc đối với ông Hunter Biden liên quan đến việc ông mua một khẩu súng lục ổ quay vào tháng 10 năm 2018 khi đang trong giai đoạn có sử dụng ma túy. Nếu bị phán quyết phạm tội, ông có thể phải đối mặt với bản án tối đa lên tới 25 năm tù giam. Ngoài ra, ông Hunter Biden cũng đang đối mặt với một vụ xét xử hình sự khác ở thành phố Los Angeles, bang California về những cáo buộc gian lận thuế. Tuy nhiên, vào hồi tháng trước, một thẩm phán liên bang thông báo hoãn vụ xét xử này đến tháng 9 năm nay. Thẩm phán đã điều hành việc bầu ra bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên trong tổng cộng 250 công dân bang Delaware được triệu tập để tham gia quá trình lựa chọn.